Ai, giờ ra chợ cái gì cũng đắt đỏ gấp đôi bình thường. Vèo cái đã mất sư vài củ. May là cũng không phải chi tiêu gì nhiều nữa. Mẹ ơi, con được 10 điểm toán này. Mẹ thưởng cho con điện thoại mới đi. Chứ cái 15 Pro Max này không có bàn phím, không chơi game rắn được. Cả con nữa, mai không phải đi thi múa ba lê rồi mà giày con rách tả tơi như là bị chó cắn thế này. Mẹ cho con tiền con mua đồ sneaker mới đi. Mua cả giấy vệ sinh nữa nha mẹ ơi. Chứ cả tuần này hết giấy, con toàn phải dùng tặng lá chuối đây này. Đâu phải còn nào mới cho con nữa. Chứ mẹ còn mua quần áo kiểu gì ấy? Là một tin đầu tư 100 mua lời trên tay con rồi này, bắt đền mẹ đấy. Ôi trời ơi, vừa mới dứt mồm xong đã cả một đống thứ phải chi tiêu thế này. Đúng là gấp đôi lên sầu mà. Chưa chắc là khổ đâu. Nhàn đi, để cháu nhân đôi niềm vui cho cả nhà nhá. Bằng cách nào cơ? 11 tháng 11 sale vui gấp đôi. Tất cả trong một tại TikTok Shop. Diễn ra từ mùng 6 đến 12 tháng 11. Hàng hiệu giá hởi lên đến 50%. Voucher livestream siêu sao 1.111.000 đồng. Miễn phí ship đơn không đâu. Thao tác vô cùng đơn giản. Tìm kiếm siêu 1111 trong nút shop của TikTok Shop. Bạn sẽ nhận được những voucher đặc biệt.